Người gầy thế nhỉ? Này, em này đuôi bông lau các bác ạ. Đuôi bông lau. Con này thì bán bao nhiêu em? 900. Giá 900. Đấy, sáng nay nhiều bác hỏi nhưng mà em chưa kịp chia sẻ đây. Vâng. Vậy là dòng hơ bông cọc hôm nay có một em tứ mục này, hai em đen này, một đực một cái này, và có một em vàng này, có một em gọi là mặt vàng, người đen, chân vàng. Em này thì tầm 800, quá đẹp luôn ạ. Em này đuôi thỏ nữa thì tuyệt vời nữa. Vâng, bác xem video mà thấy kết chú cú nào thì có thể liên hệ số điện thoại 0986 298 092 các bác nhé. Vâng, em xin nhắc lại số điện thoại là 0986 298 092 các bác nhé. Vâng, em hâm cọc. Hôm này cũng biết săn, biết bắt chuột rồi. Cái dòng chó trưởng thành này, nhìn rất là tinh khôn. Cả em này nữa. Em này ông chủ ông ấy ném đá cái nào nó chạy đuổi theo ngay. Giả sử anh ném nó cũng chạy theo luôn. Không phải là chủ luôn. Thế ném xương thì nó chạy nhanh lắm ấy nhỉ. Mình dưới kia nó có cắn để luyện, mình đây để lấy xương luyện. À, lấy xương luyện. Ê, làm cái khúc xương trâu ấy nhỉ. Khúc đòn xương đòn trâu. Ném cái nó đuổi cho nó gặm. Còn em cọc vàng này thì tai chưa lên hẳn, tai nó vẫn hơi dọc. Không, con này ăn uống tốt là lên, nó lên thẳng. Con này nó chạm nó gầy, nó hơi thiếu chất tí, chưa lên hẳn. Nó lên dựng rồi ấy chứ, dựng rồi nhưng mà nó, cái đầu kia nó hơi xuống. Kiểu chó nó chưa sung ấy, chó chưa sung hẳn, chưa dựng hẳn. Cái chân này là xích nhiều này, xích nhiều thả ít này. Em này vàng rơm luôn từ đầu đến chân luôn các bác ạ. Em này giá có 1,5 triệu thôi. Đấy. Vàng rơm từ đầu đến chân luôn. Đấy. Em này thì không có chỗ nào không vàng à. Trừ chỗ mà không vàng thì là chỗ không có lông rồi các bác ạ. Có vẻ hôm nay mạng hơi kém nhỉ. Điện thoại bên này là không xem được các bạn, không vào được mạng. Em vàng rất đẹp, vàng rơm. Đã thay răng rồi các bác nhé. Thay răng. Răng rất trắng luôn. Nhìn cái bản mặt phản xạ cực tốt luôn, rất nhanh nhẹn. Mà muốn chia sẻ video này không được, mạng hơi kém. Có hai thiết bị nhưng mà thiết bị này mạng kém, không biết là các bác xem chất lượng như thế nào. Bên này thì em không mở được lên luôn.